Vinh Gồm xin kính chào tất cả anh em đam mê chim cô gái nha. Lâu quá rồi mới quay cho anh em xem lại mấy cái con chim ở trong trại. Thì mới dời ra đây anh em ơi. Dời ở đây. Thoáng mát sạch sẽ, chiều ngồi cái ghế này. Cái nhà tụi này nó ghế gù rồi. Thì đang giờ vô mùa khô mùa lạnh rồi. Trên đây là những con mới con bổi hoặc những con non nó mới bế tách ra. Chừng nào nó nổi mạnh thì mình đem ra đằng trước cho nó dạng người, rồi bắt đầu là tập. Hai cái chuồng này thì có phỏm nó ở ngoài đây. Bây giờ dọn sạch sẽ chỗ này, giờ nó ra ngoài đây. Thì ở bên kia cái gì nó tùm, nó thiếu nắng, bắt đầu cái nó ngưng thời gian, nó tự nhiên giờ qua đây chưa đầy tuần nữa vô ổ đẻ hết trơn luôn. Này thì cũng đang nhảy ổ nè, đây ấp rồi nè. Em thấy nội lực của nó dữ không? Đây là cặp thái nọc anh em. Thái nọc cọc mà mình đổ ra mấy con chim con đem đi bẫy cho anh em xem hoài đó. Ngưng cặp này nó đẻ ngưng mà phía dưới phá hoài, ít ra chim con lắm. Bình thường là nó sẽ thúc như vậy nha anh em, khi mà nó thấy bổi rồi là nó giật lẹ dữ lắm đi, nó giật như liên tục nó giật. Cụ cu nó làm quá. Xuống thì nó bo, trừ khi nào tới con mỗi nó lên thì thôi nha anh em. Đây cũng là một cặp thái dòng của nó nữa. Đây là con nó đang ấp rồi nè, mới dời qua tuần lễ mà tự nó đẻ gom lại nó luôn tập này nè. Phỏm đang gì mới dời chuồng cái nó bỏ tổ mới tuần lễ đẻ lại nữa.
Trong đây là dàn chim nọc dầm chiên bảy đấu không nha nè. Cái dàn đã qua đi rừng và những con của những con đã đi rừng. Trong đây thái mồi và malai. Nó có đeo vòng hết trên những cái cặp nào nó bắt cặp với nhau. Thì mình nhìn là mình biết con của đôi nào đôi nào. Thường thường nó ấp vậy nè. Thường nó ấp vậy, nó ấp trên tổ gì rất dạng đó. Anh em lại anh em coi nó thoải mái luôn. Lúc mà đang ấp lại coi là nó đánh mình luôn. Anh em bắt nó còn chưa bay. Thường cu nó hay lắm anh em. Nếu mà anh em không ép nha, anh em tự nó để quy tự để bắt cặp vậy nè, là nó chọn theo giọng luôn á. Tại sao? Bởi vì anh em thấy một đống trong đây nó có trống có máy này nọ, mà sao nó không bắt loạn xạ mà nó hay lắm. Con máy lúc mà nó gáy nó kêu á, nó gáy nó kêu cái con trống mà nó chả treo lại nó hợp giọng nó là nó kết liền. Bởi thường thường cái giọng trống máy nó với bệnh nhau thường thường một nó gáy con nó gáy với giọng thổ giọng một phải không, cái bắt đầu con trống cũng gáy trả lại thổ giọng một nữa không, là bắt đầu cái nó hai con kết nhau. Trừ khi mình ở ngoài mình ép nó thôi, ép buộc nó thôi nó mới đến với nhau thôi, chứ còn để nó tự do là nó lựa giọng chưa. Một con đang nằm úm con. Trên đây có một con lẻ nè, không giữ rồi anh em thấy không. Thì cái dàn chim tơ, dàn chim malai, chim con bữa mình bán hết rồi anh em, còn lại mấy con lẻ. Còn mấy con lẻ để đó, con lẻ đây. Trên đây thì một con malai lẻ và một con việt 50, việt malai á, mẹ malai cha việt. Trong đây thì có malai lẻ này thì nó gáy rồi, chuẩn bị mình tách ra lên lồng là nó gáy gù luôn á. Mấy con cừu Pháp Thái Lan trên đó nữa kìa. Và những con mà không đạt tiêu chuẩn á, những con mà chim con mà nuôi lên mà không đạt tiêu chuẩn mình cũng thả lan nhóc luôn. Có con thì nó ở, con thì đi. Tại thường thường nó không, tới khi nó tuổi sinh sản nó có những con mà nó hung dữ nó chiếm cội vòng vòng để nó ở lại, rồi nó gượt mấy con kia bay đi hết trơn. Đi ra ngoài thì bị người ta bắt bắn đó. Con nào may mắn thì nó sống sót và tồn tại và sinh sản. Ôi chà. Ngoài đây thì mấy cái chuồng lụp xụp này nó cũng tới tuổi hết rồi anh em. Sắp tới nếu mà cái chuồng nào mà nó không còn để mà giữ chân được mấy con này á, thì mình sẽ chia sẻ lại cho anh em ha, chứ mình không có gầy thêm nữa anh em ơi. Tại vì
Công việc mình anh em biết rồi, lâu ra clip cho anh em xem là anh em cũng biết rồi đó. Không có thời gian chăm để được chăm sóc nhiều nữa. À, mới giờ nói anh em con bay ra cái xà đó. Nó ngủ trong đây giống vườn giống này nhiều lắm, mấy con Thái Lan á. Chuồng nào không còn đạt nữa thì mình sẽ chia sẻ lại cho anh em. Ví dụ mấy cặp mà nó đang sinh sản thì đang sinh sản á, mà cái chuồng nó không còn lưu giữ chân được từ nó, mình sẽ chia sẻ lại cho anh em để anh em về anh em nuôi sinh sản ha. Chứ mình cũng không có sửa lại luôn, tại vì chia sẻ bớt anh em ơi, mình chắc mình để chừa lại cái AV với mấy cái chuồng đầu tiên nãy mình quay thôi. Còn như ở ngoài đây, nếu nó hư là mình dẹp luôn anh em ơi, mình bán là mình chia sẻ những cặp sinh sản này lại cho anh em ha. Thì nhiều lắm nha anh em. Mình nuôi sinh sản mà mình không có thời gian chăm chứ không là nó cũng không có đạt đâu anh em. Mình bỏ bê nó không có đạt, cho nên thôi chia sẻ bớt đi cho anh em, để anh em về anh em có thời gian anh em nuôi. Ví dụ những anh em nuôi có 1 cặp 2 cặp chăm sẽ chăm sóc khỏe lo luôn rồi, vừa giải trí mà vừa vừa giải trí mà vừa vui sinh sản, nuôi sinh sản. Trời ơi, cái tàu lá dừa nó rớt xuống nó bích chịch cái lồng luôn. Hồi xử lý dẹp cho nó thoáng ra được. Đó anh em, rất là nhiều cặp. Thì mình chia sẻ là cho anh em chia sẻ giá yêu thương thôi. Cấp trước mình mua về thì nó mắc chứ. Khi mình chia sẻ lại cho anh em thì không bằng giá phân nửa lúc trước mình mua nữa. Nè, mình không coi không ấy là nó đẻ xong quậy bể chứ nè. Như cái cặp này thì con trống Thái La Việt đó rất là bự con, anh thấy không? Đó, nằm cục luôn đó. Cái bảng nó như cái tấm thớt vậy cục luôn. Con máy này cũng chào bá nè, này Thái La Việt á. Cặp này đẻ thì đều con trống có trống hết nha anh em, mà nó hay quậy phá lắm. Thường thường mình chia sẻ cho anh em, ví dụ một cặp cua Việt á, cặp cua Việt đang mắc cặp sinh sản luôn á, mình chia sẻ cho anh em 800 cành, 800k. Còn ví dụ như Lai Việt nè, Lai Liệt tốt tướng bự bự con rồi nè, 1,5 triệu rồi. Về anh em nuôi sinh sản nghe gáy được cũng đã, này nó gáy bung 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 luôn, gáy lớn tiếng lắm, cặp này gáy lớn tiếng lắm. Trong đây cũng có cặp Việt mà cũng hổm ăn sinh sản mà con máy nó bị gió thổi sao rớt cũng chết ngắt cứng đơ, còn lại trống không. Nếu anh em nào cần trống về ghép sinh sản mình chia sẻ luôn. Trời ơi, cái con chim con Việt đó kìa anh em thấy không, nó dưới đó nó nhảy dưới rồi đó. Mới đây à, mình lay quay mình không có bắt ra nuôi, giờ nó bay lớn luôn, mau thiệt chứ. Trời ơi, giờ chà bá luôn rồi. Không thời gian anh em, không thời gian chăm không. Rồi giờ để tụi nó tự đẻ tự nuôi, con nuôi đạt thì
mừng còn có con thì thôi nó phá tổ chưa hư hoài. Bởi vì nhiều những anh em đặt hỏi mua những cái máy gặp chim thái 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 rồi, nó không không đặt hồi từ đâu mà nửa năm tới giờ chưa có, tại giờ nó không có, nó đẻ không đạt gì đâu, có đâu giao anh em, không có thì thôi chứ mình đâu có giao chim bậy chim bạ được anh em. Mình muốn cho nó đẻ đạt là mình cũng phải chăm sóc nó, coi chừng nó mỗi ngày và chăm sóc cho nó ăn uống đầy đủ chế độ nó đẻ mới đạt nha anh em, cho ăn đầy đủ chất hết á nó mới đẻ nó mới đạt. Bình thường mình nói vậy anh em mới u sợ sợ chim nó cho ăn lúa cũng đẻ bình thường, nó cũng đẻ nha anh em, nhưng mà nó dễ, nó không có đủ sức đẻ thì vẫn đẻ nhưng mà nuôi con nó không có đạt, cho nó ăn đầy đủ chất rồi con chim con nó ra đạt đầy đủ quá, nó mập mạp nó khỏe mạnh rồi cái bắt đầu nó lướt được các bệnh bệnh thường gặp ở trẻ em đó, bắt đầu nó bự cái trứng nó bự đầu nó lên nó phất nó lên nó phát phát luôn. Mình sẽ có được những con chiến binh tốt như mình mấy tháng nay không có thời gian á, tại thời gian cũng lo đi kiếm làm gì khác cơm áo gạo tiền anh em ơi, chứ đeo nó hoài mình đói mà tụi nó cũng đói luôn, thôi đi kiếm chuyện khác làm rồi để có tiền mua thức ăn này nọ rồi để nuôi tụi nó. Ở đây thì mình còn vẫn cho ăn đầy đủ thôi, không có thiếu thốn đói ngày nào, nhưng mà tại tụi này là nó đẻ mà mình không coi vậy á, cái nó phá. Ví dụ như cấp trước nó ra con được cũng đỡ là tại vì mình canh canh nó liền, nó vừa mà thấy dấu hiệu mà phá tổ này đó thì bắt đầu mình lấy trứng qua mình cho những cái cặp mà những cặp khác nó nuôi ok hơn á, cũng là mấy cặp chim Việt hoặc chim Thái khác thôi, chứ đây của Pháp thì mình nghĩ rồi, bỏ anh em về Thái Lan hết trơn anh em ha, bỏ rồi, nuôi nó ăn như quỷ sứ, nó ăn dữ hơn mấy ăn gấp 3 lần mấy cặp chim này rồi nuôi gì nổi anh em ơi. Tính đâu anh em, tính đâu cho nó ấp nuôi ra có lời này nọ không, trời ơi nó ăn như quỷ sứ lời mình lời gì nữa, nuôi lỗ luôn. Cấp trước nuôi cả đống ở làng cho ăn uống xỉu, thôi dẹp bớt hết thích pha khu pháp luôn, bây giờ nuôi tàn mấy con này nó đẻ được, đẻ nó nuôi được cặp nào nuôi là cặp nào im cặp đó, chứ nuôi tụi khu pháp cho nó nhiều rồi bắt đầu nó cực thêm, rồi nó cực thêm mà nó lỗ nữa. Chơi thì mình cũng phải tính đam mê chứ nó lỗ quá mình cũng đâu có đeo nổi anh em. đam mê kiếm được phá què là mừng rồi, còn để lỗ nữa hoài là mệt đó. Mình thì mình sẽ chia sẻ những anh em những cái cặp chuồng này kia hết luôn, tại vì nó những cặp chuồng nó tới tháng mưa tới năm sau, tới mùa năm sau chắc chịu cũng không nổi. Mình chỉ để lại cái AQ này thôi, nó để AQ này nuôi tình tang cho nó nghe gáy được chơi, nó có đẻ được con nào thì mình cặp nào thì mình tách ra mình nuôi mình đem đi rừng tập chơi đó. Còn đây là những cặp giống cặp mọc, những cặp này là đã qua hàng tuyển chọn, là những cặp này là đã chia sẻ cho anh em về chơi hết á, con là chia sẻ cho anh em về chơi ok hết những cặp này đây. Còn những cặp trong đây là anh em đừng nói mình bán cho anh em nghe, chưa bán cho anh em những cặp nào trong AQ hết trơn á, là tự chúng đẻ là mình để lại hết, mình để lại mình để lại nữa mình nuôi lớn tập đem ra gừng mình chơi. Mình chơi ok rồi mình sẽ chia sẻ những con lớn đó cho anh em luôn. Chứ anh em nhiều khi anh em nói mình quay AQ đó rồi ghép bỏ tùm lum giống này giống nọ vô rồi bán tào lao, không có vụ bán tào lao nha anh em.
bán con nào là đã qua, con nào 10 cặp nào mình đã nói đi cha mẹ đi rừng ok, là có clip cho anh em xem chân lộ ok là mình mới chia sẻ anh em nha, chứ không có treo đầu dê bán thịt chó, đâu có nhiều tiền đâu mà làm mấy chuyện cờ hó đó. Hiện tại anh em thấy mình nhóc hết trơn mà đâu có để giao đâu, bây giờ còn được mấy lẻ tè 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 đó. Mình có rất anh em muốn hỏi mua nhưng mà thôi mình để lại, nó giờ nó cũng gây rượu, thôi để lại nuôi lớn luôn, nuôi lớn để làm tập chơi, hoặc nào con nào ok thì làm hậu bị luôn, hậu bị thay thế những con mà trái gió trở trời rồi đó. Thôi anh em ơi, bây giờ mình phải vô gan bắp đây. Gan bắp trộn ngũ cốc cho anh em đây. Mới xay xong, đây là những cái mà sàng ra. Sàng ra thì mấy con gà này nó được một bữa no nê. Rồi, chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe nha. Bye bye, hẹn gặp lại clip tiếp theo. Bye bye. Tối luôn rồi anh em ơi.